ngạc nhiên trước ngoại hình khác biệt của anh chị em nhà sao Việt. Thường anh chị em cùng huyết thống sẽ sở hữu diện mạo khá tương đồng, tuy nhiên đôi khi vẫn có những ngoại lệ, anh chị em ruột nhưng ngoại hình lại khác xa nhau. Trong showbiz Việt cũng vậy, không bất lình các fan phải mắt tròn mắt dẹt khi các nghệ sĩ như Sơn Tùng, Hoài Linh, Thanh Thảo, Isaac, Trúc Diễm công khai hình ảnh chị em ruột trong gia đình. Isaac và Phạm Lưu Thùy Ngân. Phạm Lưu Thùy Ngân là em gái của ca sĩ Isaac. Thùy Ngân hiện là một giáo viên tiếng Anh, có thể thấy nam ca sĩ sở hữu nhiều nét đẹp hơn cô em gái của mình. Sơn Tùng và Nguyễn Việt Hoàng. Em trai của Sơn Tùng tên là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000. Cũng như ông anh nổi tiếng của mình, Hoàng sở hữu ngoại hình điển trai và thư sinh. Tuy nhiên, có vẻ cậu bé có nhiều nét giống mẹ hơn, còn Sơn Tùng lại thừa hưởng vẻ đẹp trai phong độ của bố. Hoài Linh, Dương Triệu Vũ. Trong khi em trai Dương Triệu Vũ sở hữu vẻ ngoài thư sinh và rất bảnh bao, thì danh hài lại có gương mặt thô ráp hơn. Thì phong cách bình dị giản đơn của Hoài Linh càng làm anh không nổi bật ngoại hình bằng cậu em út sành điệu. Hà Anh và Hà My. Em gái siêu mẫu Hà Anh tên là Hà My, cô chỉ cao 1m64 nên không thể bước chân vào lĩnh vực người mẫu như chị. Trái với vẻ nóng bỏng và cá tính của Hà Anh, cô em lại có gương mặt mũm mĩm dễ thương hơn. Trúc Diễm và Trúc Dương. Sinh năm 1990 nhưng Trúc Dương em gái của người đẹp Trúc Diễm trông không tươi trẻ như chị gái. Trúc Dương có phần lép vế hơn chị về chiều cao và nhan sắc, tuy nhiên cô vẫn được khen ngợi vì có đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Thanh Thảo và Thùy Anh. Không chỉ nổi tiếng hơn cô em gái mà nhan sắc của Thanh Thảo cũng mặn mà hơn nhiều. Hình tượng cá tính giúp Thanh Thảo nổi bật khi đứng trước các đồng nghiệp. Theo thời gian, vẻ ngoài của giọng ca người thứ ba trở nên đầm thắm và nhu mì hơn. Angela Phương Trinh và Phương Trang. Mặc dù nổi lên với hình tượng gái hư nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp kiêu kỳ, sang trọng của Angela Phương Trinh. So với chị gái, Phương Trang có phần kém sắc hơn. Gương mặt của cô không cân đối và thiếu nổi bật trước đám đông. Mặc dù tham gia đóng phim, nhưng Phương Trang chỉ được chú ý đến nhờ nghi án yêu bạn đồng giới. Cẩm Ly, Minh Tuyết và Hà Phương. Ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương có sự khác biệt rõ rệt về nhan sắc. Hà Phương nổi trội nhờ vẻ đẹp ngọt ngào và làm mê đắm lòng người. Minh Tuyết không quá đẹp nhưng biết theo đuổi phong cách sexy, gợi cảm để chinh phục khán giả. Được cho là kém sắc trong ba chị em, nhưng tại Việt Nam, chị Tư lại nổi bật hơn hẳn. Bộ ba chị em nổi tiếng còn khiến nhiều người ghen tị vì mức độ giàu có của họ. Hà Phương không có sự nghiệp âm nhạc ấn tượng, nhưng bù lại cô kết hôn với người chồng tỷ phú ở Mỹ và hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Cẩm Ly sống giản dị, dù vợ chồng cô sở hữu ngôi nhà triệu đô ở Sài Gòn. Lưu Thiên Hương và Lưu Hương Giang. Lưu Thiên Hương và Lưu Hương Giang đều ngang nhau về độ nổi tiếng. Bà xã Hồ Hoài Anh sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn, nhất là khi đã làm mẹ. Nhan sắc của giọng ca đừng ngoảnh lại càng đầm thắm và ngọt ngào hơn. Lưu Thiên Hương là một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều bản hit. Cô đồng thời cũng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho một chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, vẻ ngoài của nhạc sĩ người hát tình ca kém nổi bật hơn người em gái. Hoàng Thùy và em gái. Tuy là chị em ruột nhưng em của Hoàng Thùy lại có chiều cao khiêm tốn hơn chị rất nhiều. Và nếu khuôn mặt Hoàng Thùy trông dài và xương thì em gái của cô lại trông khá mẫm mỉm. Thều Bảo Trang, Thều Bảo Trâm, Thều Khánh Điệp và Thều Anh Đào. Hiếm gia đình nào có các chị em chân dài đều xinh đẹp, sang chảnh như chị em nhà họ Thiều. Tuy bốn chị em nhà họ Thiều đều sở hữu những nét riêng biệt, mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều gây sốt làng giải trí nhờ ngoại hình nổi bật. Trong khi hai chị em nhóm BT, Bảo Trang và Bảo Trâm được nhiều người biết đến khi gia nhập showbiz, hai người chị em còn lại cũng sở hữu nhan sắc ấn tượng cuốn hút cùng đường cong gợi cảm. Mai Phương Thúy và Mai Ngọc Phượng. Em gái Mai Phương Thúy tên thật là Mai Ngọc Phượng, cô sở hữu gương mặt khá xinh xắn và ưa nhìn. Tuy nhiên, khó ai có thể nhận ra Ngọc Phượng và Hoa hậu Việt Nam 2006 lại là chị em ruột thịt, bởi ánh mắt, nụ cười, gương mặt cả hai hoàn toàn khác xa nhau. Lâm Khánh Chi và em gái. Trong một lần tham dự sự kiện thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Khánh Chi có dịp giới thiệu cô em gái đang có ý định bước chân vào showbiz với truyền thông và người hâm mộ. Khi hai chị em đứng cạnh nhau, hiếm ai nghĩ rằng họ cùng là ruột thịt. Ngay cả khi Lâm Khánh Chi chưa chuyển giới, thì cô và em gái hoàn toàn khác biệt nhau. Sĩ Thanh và Thành Bảo. Em trai Sĩ Thanh tên thật là Thành Bảo, sinh năm 1989, hiện đang công tác trong ngành hàng không. Dễ dàng nhận thấy dù chung huyết thống, nhưng ngoại hình của Sĩ Thanh và em trai lại chẳng hề liên quan.
Nếu không biết trước Thành Bảo là em ruột giọng ca xa anh chậm thôi, chắc chắn nhiều fan sẽ lầm tưởng đây là bức hình chụp Sĩ Thanh cùng một người bạn khác giới. Yến Trang và Yến Nhi, mặc dù thời gian qua liên tục dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng nhan sắc của Yến Nhi đã được khẳng định kể từ khi còn là thành viên của nhóm nhạc Mây Trắng bên cạnh chị gái Yến Trang. Không thể phủ nhận Yến Trang nổi trội hơn Yến Nhi về mọi mặt, từ sắc vóc tài năng đến sự thành công. Rùng mình những vụ bắt cóc sát hại trẻ em Việt Nam dã man gây chấn động dư luận. Trong thời gian gần đây, dư luận nhiều lần rung động vì những vụ bắt cóc giết hại những đứa trẻ vô tội bằng những cách thức dã man mất nhân tính. Hai em nhỏ tại Đắk Lắk bị bắt cóc sát hại. 15 giờ ngày 11 tháng 5 2010, hai cháu bé Đỗ Quang Huy 9 tuổi và Nguyễn Hữu Duy 8 tuổi đã bị đối tượng Lê Văn Vui thực hiện hành vi bắt cóc do túng tiền. Do hai cháu la khóc kêu cứu, sợ bị lộ, Vui đã xuống tay giết và đốt xác hai cháu tại nghĩa trang Đạt Hiếu. Đối tượng đã gọi điện về gia đình hai cháu và đòi số tiền là 800 triệu đồng và đe dọa nếu không đưa tiền sẽ ra tay giết hại. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tay vào điều tra. Đến 14 giờ ngày 12 tháng 5 2010, công an đã bắt được Lê Văn Vui và thu giữ một số tang vật gây án. Gia đình đã đưa xác hai cháu từ nghĩa trang về nhà khâm liệm. Qua lời khai, Vui đã dùng gạch gậy gỗ sát hại hai cháu Huy và Duy. Sau đó, chiếc giấy để đốt xác phi tang, dã man hơn, sáng hôm sau, đối tượng còn quay lại hiện trường, giật đứt một cánh tay của cháu Duy để làm công cụ gây áp lực với gia đình, nhằm đòi cho được tiền. Được biết, Vui quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa vào Đắk Lắk làm ăn, đã có vợ con. Do đam mê cờ bạc và làm ăn thua lỗ nên đang nợ khoảng 500 triệu đồng. Sáng ngày 17 tháng 12, 2010, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ bắt cóc tống tiền, đốt xác hai cháu bé tại thị xã Buôn Hồ. Tòa đã tuyên phạt Lê Văn Vui tử hình về tội giết người và 20 năm tù về tội bắt cóc tống tiền. Tổng hình phạt là tử hình. Bé gái 8 tuổi mất tích ở Sài Gòn, thi thể tìm thấy ở Campuchia. Ngày 26 tháng 1, 2015, bé gái Ngô Ngọc Phúc 8 tuổi thành phố Hồ Chí Minh đã mất tích bí ẩn sau giờ học. Mặc dù đã liên tục tìm kiếm nhưng suốt 2 tháng không thấy tung tích. Ngày 19 tháng 3, anh Nguyễn Hữu Hạnh, bố bé Phúc, nhận được điện thoại vợ gọi về báo tin tìm thấy xác con tại cánh đồng Campuchia. Do cháu bé mặc đồng phục và có cả tập sách nên chính quyền sở tại đã liên hệ về Việt Nam để tổ chức nhận dạng. Ngay sau khi biết tin, gia đình đã vội vàng qua đón thi thể bé Phúc về làm lễ an táng. Do vụ án có nhiều ẩn khúc nên gia đình anh Hạnh đồng ý để cơ quan điều tra đưa thi thể bé đi khám nghiệm. Có một chi tiết đáng ngờ, xác cháu khô và không bốc mùi, bụng cháu xẹp xuống. Tôi nghĩ đến việc nội tạng cháu đã bị móc bỏ, cha bé Phúc kể lại. Bé trai 11 tuổi bị bắt cóc sát hại ở Bình Thuận. Chiều ngày 4 tháng 4, 2016, bé trai ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận đi học võ cách nhà 200m nhưng mãi chưa về. Cả nhà đã huy động lực lượng đi tìm nhưng không thấy. Đến đêm, cha cậu bé nhận được tin nhắn từ số máy lạ thông báo đã bắt cóc bé và yêu cầu gia đình đưa 200 triệu tiền chuộc cùng lời đe dọa sẽ giết bé trai nếu gia đình báo cảnh sát. Theo đúng thỏa thuận, anh bỏ lại tiền rồi đến nơi chờ nhận con nhưng không thấy. Rạng sáng ngày 5 tháng 4, anh Dũng lại nhận được tin nhắn yêu cầu đưa thêm 160 triệu đồng. Tuy nhiên, khi anh đến thì không gặp ai, gọi điện vào số điện thoại thì không liên lạc được. Sau đó, cảnh sát vào cuộc điều tra và bắt được Vũ. Nghi phạm bắt cóc là hàng xóm nhà anh Dũng. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định bắt cóc. Lúc này, anh chỉ định bắt cóc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, thấy nghi khóc to, anh đã ra tay sát hại và chôn nạn nhân cách nhà 10 km. Ngày 12 tháng 8, 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm Nguyễn Bảo Vũ, 22 tuổi, kẻ đã bắt cóc và sát hại bé trai 11 tuổi ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận vào tháng 4, 2016, gây rung động dư luận. Tòa tuyên phạt Vũ mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Bắt cóc sát hại bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình. Mới đây, dư luận cả nước vô cùng xót xa trước sự ra đi của bé Trần Trung Nghĩa, sinh năm 2011, Quảng Bình. Bé Nghĩa mất tích từ ngày 3 tháng 7, 2017 và tìm thấy thi thể ngày 8 tháng 7, 2017, cách nhà 2 km. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, trên cơ thể cháu bé có tới 23 vết thương, nội tạng đang trong quá trình phân hủy. Đặc biệt, gần hiện trường, cơ quan chức năng có tìm thấy một con dao Thái Lan cán màu vàng. Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang gấp rút điều tra để xác định rõ mục đích, nguyên nhân cháu bé bị sát hại.
tuy nhiên hiện tại vẫn chưa tìm ra nghi phạm của vụ án này. Bé Nhật Linh bị ám sát tại Nhật Bản. Vụ việc bé Nhật Linh bị mất tích và sát hại tại Nhật Bản không chỉ khiến dư luận trong nước mà còn khiến dư luận thế giới rung động. Sáng ngày 24 tháng 3, Lê Thị Nhật Linh 9 tuổi đã khoác chiếc áo màu cam, đội mũ rộng vành để đeo ba lô đỏ chào bố để đến trường một mình. Tuy nhiên hôm đó Linh bất ngờ vắng mặt ở lớp không lý do. Những người giám sát trẻ em đi học cũng không nhìn thấy em như thường ngày. Gia đình Linh nhanh chóng trình báo với cảnh sát về vụ việc và thông tin tìm kiếm cô bé được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Với hy vọng tìm được bé, vài ngày sau, một người đàn ông đi câu cá đã phát hiện thi thể bé gái trong tình trạng không mặc quần áo. Trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím. Ở kênh cách nhà hơn 10 km, thi thể cô bé được đưa về quê hương an táng trong nỗi đau tột cùng. Ngày 14 tháng 4, với sự điều tra tích cực của cảnh sát, Yasumasa Shibuya, người đàn ông 46 tuổi với mái tóc hoa râm, gương mặt lạnh lùng bước lên xe của cảnh sát với cáo buộc là nghi phạm sát hại Nhật Linh. Người dân một lần nữa bị chấn động khi người này không ai khác chính là hội trưởng phụ huynh và là thành viên nhóm hộ học sinh đi học ở trường nạn nhân. Phi Thanh Vân bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi showbiz. Nữ diễn viên Phi Thanh Vân sẽ tạm ngưng hoạt động showbiz sau khoảng thời gian dài đầy rẫy những thị phi và sóng gió. Mới đây, Phi Thanh Vân bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân, đời người vô thường, phúc họa bất ngờ, buồn vui bất chợt. Sau những biến cố của cuộc đời, Vân càng trân quý những gì đang có, trân trọng bản thân để sống mạnh mẽ hơn cho chặng đường sắp tới. Tạm lánh xa ánh đèn showbiz, những hào nhoáng xa hoa và những thị phi rình rập, Vân chọn cách dừng lại, tìm về nơi an yên, nuôi dưỡng tâm hồn. Phi Thanh Vân còn được nhiều người gọi với danh xưng là nữ hoàng thị phi, với rất nhiều những lùm xùm liên quan đến cuộc sống cá nhân. Mới đây, câu chuyện ly hôn với chồng trẻ Bảo Duy cũng khiến dư luận mệt mỏi khi hai bên liên tục tố nhau trên trang xã hội. Có lẽ những rắc rối mà nữ diễn viên gặp phải trong suốt thời gian dài đã khiến cô đưa ra quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.